Xin chào các bạn, mình là Minh Review. Và không để các bạn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, sau đây sẽ là phần tóm tắt và giải thích tập 6 mùa 4 series The Boys. Có những tội đáng bị trừng trị vĩnh viễn, đó là suy nghĩ của Frenchy trước khi anh đi tự thú với cảnh sát vì tất cả những tội lỗi mình từng làm trong quá khứ. Frenchy thậm chí từ chối gặp khi Kimiko đến thăm hỏi hết lần này đến lần khác. Bố của Hughie thì thật sự đã chết và được hỏa thiêu. Hughie và mẹ đã đi giải cho theo đúng nguyện vọng của ông. Sau cái chết của Cameron Coleman, Firecracker là người tiếp quản vị trí biên tập viên bản tin tối. Sau khi đưa những tin tức chấn động về Starlight, cô lại tiếp tục hành nghề đưa những mẩu tin vịt. Phía sau màn hình là M&M, người đang theo dõi nhất cử nhất động của nhóm The Seven, trong khi tiếp tục học cách kiểm soát chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD. Đúng lúc đang thiền định thì M&M nhận được cuộc gọi từ Adrian, nói rằng mình đang nằm trong tầm ngắm của Homelander vì tuôn quá nhiều thông tin ra ngoài. Dù vậy thì Adrian vẫn kể cho M&M về kế hoạch đảo chính của Homelander. Và giờ đây thì những thành viên của The Boys tập hợp, tất nhiên là thiếu đi Butcher. Vậy anh ta đang làm cái quái gì? Hãy chờ đến phần tiếp theo của video nhé. Thay vào đó thì bây giờ The Boys chào đón sự quay trở lại của Hughie. Âm mưu đảo chính của Homelander đứng phía sau là Sage, có liên quan đến một siêu nhân tên là Tech Knight, kẻ sở hữu siêu giác quan và khả năng suy luận nhạy bén. Hắn thừa kế sự giàu có từ 11 thế hệ đi trước. Vì ông cha từng là những thợ săn nô lệ nên hiện tại dòng họ của hắn sở hữu số lượng nhà tù tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Tối nay hắn sẽ mở tiệc hiệp hội liên bang tại dinh thự riêng và nhóm The Boys sẽ phải tìm cách để lẻn vào nghe ngóng tình hình. Và cách để danh chính ngôn thuận lẻn được vào dinh thự là đóng giả một người được mời đến. Đây là thời điểm chúng ta gặp Web Weaver, có thể nói là một người nhện trong vũ trụ The Boys. Thế nhưng thay vì đi cứu người như Peter Parker thì Web Weaver tối ngày chơi thuốc. Có một đặc điểm nhận dạng nữa là anh ta có một cái lỗ ngay trên lỗ hậu để nhả tơ. Web Weaver nghiện tới mức anh phải chơi thuốc bằng đường lỗ hậu và M&M phải giúp anh ta bơm vào. Dù sao thì kế hoạch là Hughie sẽ dùng bộ đồ của Web Weaver để tham dự bữa tiệc của Tech Knight vào tối nay. Nhiệm vụ của Hughie rất đơn giản, cài càng nhiều thiết bị nghe lén vào bên trong càng tốt. Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Những thành viên quan trọng của nhóm The Seven đang ở đây, không thể thiếu được cậu con trai Ryan, giờ đã không thể phân biệt được đúng sai. Tiếp đến là sự góp mặt của Ashley. Hóa ra Ashley và Web Weaver đều được đích thân Tech Knight mời đến. Hai thành viên duy nhất bị cho cút ở nhà là The Thief và Noah thì đành dùng rượu tâm sự với nhau. Tưởng vậy là hết sự bất ngờ thì không. Bên trong căn phòng tràn ngập những chính trị gia cánh hữu thì có một nhân vật quyền lực nhất nhì cánh tả xuất hiện. Đó là ứng cử viên tổng thống Victoria Newman. Ở tập trước, Victoria tạm thời hợp tác với The Boys để tìm loại virus giết siêu nhân. Giờ đây cô lại hợp tác với Homelander và các chính trị gia cánh hữu để chống lại ứng cử viên tổng thống Robert Singer, với hy vọng biến mình trở thành tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Tiếp tục với kế hoạch của nhóm The Boys, hóa ra Tech Knight mời Web Weaver đến là muốn anh ta làm phụ tá cho mình. Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi Hughie trong vỏ bọc Web Weaver bị Tech Knight đưa xuống tầng hầm bí mật. Đây là một căn phòng chứa đầy những đồ chơi tình yêu. Hóa ra Tech Knight là một kẻ bạo dâm biến thái điên loạn và Web Weaver là bạn tình của hắn. Hughie tội nghiệp mới trải qua cú sốc mất người thân, đã bị rơi vào ma trận BDSM của Tech Knight. Hắn ta bắt Hughie làm đủ những trò bệnh hoạn. Không những vậy thì cuộc chơi còn có sự tham gia của Ashley. Web Weaver và Tech Knight có một mật mã riêng để nếu Web Weaver không chịu nổi những trò bạo dâm nữa thì anh ta sẽ nói. Nhưng khổ nỗi là Hughie đâu có biết. Vậy nên những trò điên rồ liên tục được Ashley và Tech Knight bày ra. Bọn chúng hành hạ Hughie đến rơi cả nước mắt. Thế nhưng mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn khi Tech Knight bắt đầu để ý đến việc Hughie không biết mật mã của Web Weaver. Từ đây thì bí mật của Hughie bại lộ. Tech Knight quyết định sẽ trừng phạt Hughie bằng cách đục thêm một lỗ trên người anh và sẽ giao cấu qua cái lỗ đó. Tại trụ sở của The Boys, ngay khi Hughie đi xuống căn hầm và mất liên lạc, ba thành viên là M&M, Kimiko và Starlight đã ngay lập tức chạy đi ứng cứu. Vào bên trong dinh thự thì họ tả nhau ra để tìm kiếm tung tích của Hughie. Đây là thời điểm mà Starlight đụng độ với Firecracker, người vào nhà vệ sinh khóc lóc vì không được Homelander trọng dụng. Đến bây giờ thì Starlight đã đưa ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng với Firecracker vì tất cả những chuyện đã làm với cô trong quá khứ. Nhân cơ hội Firecracker không để ý thì tiêm một liều gây mê khiến ả ta bất tỉnh. M&M và Kimiko thì đã tiếp cận được căn phòng làm việc của Tech Knight. Chỉ có điều là Sage cũng đang ở đây. Cô ta tận dụng chứng OCD để khiến M&M ngất đi, tuy nhiên lại làm anh mất kiểm soát và găm luôn viên đạn vào đầu khiến cô bất tỉnh. M&M cũng ngay lập tức gục xuống. Điều này khiến Kimiko phải nhờ Adrian phía bên dưới đưa M&M đến bệnh viện. Dù ban đầu từ chối, nhưng Adrian hiện tại gần như đã cải tà quy chính, cuối cùng đồng ý giúp đỡ nhóm The Boys. Adrian giờ đây đã hiểu cảm giác là một siêu anh hùng thật sự là như thế nào. M&M và Starlight đồng loạt xuống căn hầm bí mật ngay trước khi Hughie bị đục một lỗ trên người. Cả bọn trói Tech Knight vào và tra tấn hắn, lấy lời khai về kế hoạch của Sage. Thế nhưng vì là một kẻ khổ dâm nên càng tra tấn thì hắn lại càng sướng. Lúc này thì cả bọn nhận được sự trợ giúp từ một người không ngờ đến, đó là Ladio, nạn nhân bị BDSM trước đây của Tech Knight. Anh ta nghĩ ra cách quét mống mắt
để sở hữu toàn bộ số tiền trong tài khoản của hắn. Từ đây thì Hughie bắt đầu chuyển khoản cho các tổ chức từ thiện như một hình thức tra tấn mới. Thạch Knight cuối cùng đã chịu khai ra, Homelander muốn sử dụng toàn bộ nhà tù tư nhân của Thạch Knight để giam giữ những người chống đối khắp cả nước sau khi quá trình đảo chính thành công. Sau khi Thạch Knight dứt lời thì chính người quản gia nuôi dạy hắn từ bé đã ra tay kết liễu hắn. Ông hối hận vì đã nuôi dạy một kẻ súc sinh. Ở bên trên, kế hoạch hoàn chỉnh được Seth vẽ ra như sau. Homelander sẽ tụ họp tất cả vị tỷ phú và chính trị gia theo cánh hữu tại dinh thự của Thạch Knight, những người nắm đến 38% GDP của Hoa Kỳ. Sau đó thì chính Seth sẽ là người thuyết trình về cuộc đảo chính của Homelander để thuyết phục các vị tỷ phú và chính trị gia theo phe mình. Để gia tăng tỷ lệ thành công thì Homelander đã hợp tác với Victoria Newman, ứng viên phó tổng thống và là một đại diện của bên cánh tả đối lập. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo cho tới khi Seth bị M&M cắt một viên đạn vào đầu và dần trở nên ngáo ngơ, khiến Homelander đành phải tự mình lên tiếng. Hắn thuyết giảng rằng Robert Singer là mối đe dọa với đất nước này. Vậy nên ngay khi ông ta đắc cử, Homelander sẽ sử dụng tu tránh án số 25, một đạo luật có thể tước quyền tổng thống đương nhiệm của Mỹ. Nội dung tu tránh án 25 gồm 4 phần, xoay quanh quá trình chuyển giao quyền lực từ tổng thống sang phó tổng thống khi người đứng đầu Nhà Trắng không thể tiếp tục nhiệm vụ. Đó là lý do Victoria Newman ở đây. Họ có thể sử dụng phần 1 của tu tránh án 25 khi tổng thống đương nhiệm qua đời, từ chức hoặc bị phế truất. Phó tổng thống sẽ trở thành tổng thống tạm quyền. Đúng như kế hoạch thì Victoria chỉ cần cho nổ tung đầu Robert Singer là xong, và cô sẽ chính thức là tổng thống kế nhiệm. Tuy nhiên thế thì quá đơn giản mà không cần đến sự tín nhiệm của các vị chính trị gia ở đây. Có lẽ Victoria và Homelander sẽ dùng mục thứ tư của tu tránh án 25. Chỉ cần phó tổng thống và đa số các quan chức đồng loạt gửi yêu cầu đến Thượng viện và Hạ viện tuyên bố rằng tổng thống không thể thực thi trách nhiệm của mình, thì phó tổng thống sẽ ngay lập tức nắm quyền lực. Nói một cách đơn giản nhất, nếu Homelander và Victoria có thể thuyết phục những chính trị gia quyền lực nhất Hoa Kỳ chống lại Robert Singer sau khi ông này nhậm chức, cô ta có thể dễ dàng trở thành tổng thống. Đây là một cách bớt đổ máu mà còn nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là một cuộc đảo chính. Nó sẽ mang đến hàng loạt những vấn đề như bộ tư pháp và quân đội sẽ can thiệp, các tổ chức liên chính phủ sẽ vào cuộc và các công chức đồng loạt từ chức. Đó là những câu hỏi quá sức trả lời về Homelander. Thế nhưng đúng lúc này thì Victoria Newman ra mặt cứu cánh, khẳng định rằng bản thân sẽ xử lý toàn bộ mọi thứ. Victoria thuyết giảng về việc nước Mỹ thật ra không dân chủ như mọi người nghĩ, bởi vì là một xã hội tư bản nên quyền lực chủ yếu thuộc về tay của những tập đoàn tài phiệt, còn người dân bình thường thực ra chả có tiếng nói. Vậy nên Victoria nếu lên nắm quyền sẽ nới lỏng toàn bộ luật lệ để tạo điều kiện cho những ông chủ tài phiệt ra sức phát triển. Những vị tỷ phú chung quy lại mới là những người khôn ngoan nhất. Toàn bộ những gì Victoria Newman vừa nói đại diện cho quan điểm của Đảng Cộng Hòa, dù bản thân Victoria là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Đến đây có lẽ mình cần giải thích một chút về đảng phái chính trị để mọi người hiểu rõ hơn. Chúng ta biết rằng Mỹ là một quốc gia đa đảng, tuy nhiên cuộc chiến quyền lực hầu như chỉ là giữa hai đảng phái lớn nhất, đó là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Hai đảng phái có tư tưởng đối lập nhau. Điểm khác nhau cơ bản là Đảng Dân Chủ hướng đến sự cấp tiến và hiện đại, như ủng hộ việc phá thai, cơ thể của ai thì quyền của người đó, cũng như ủng hộ hôn nhân đồng giới. Đặc biệt là nhà nước sẽ can thiệp sâu vào nền kinh tế để giúp đỡ những người khó khăn, đánh thuế cực cao những công ty và tập đoàn lớn để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Tại Mỹ thì những người ủng hộ Đảng Dân Chủ thường sẽ có xu hướng chính trị cánh tả, tức là những người theo chủ nghĩa tự do, hướng tới sự bình đẳng cho toàn xã hội. Trái ngược lại thì những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa là những cá nhân theo chủ nghĩa bảo thủ, có xu hướng chính trị cánh hữu. Họ cho rằng trật tự và thứ bậc xã hội là quy luật của tự nhiên. Nhà nước dưới sự quản lý của Đảng Cộng Hòa sẽ hạn chế tối đa việc can thiệp vào nền kinh tế và để cho mọi thứ tự vận hành. Những ai giàu là do năng lực của họ, nghèo thì tự phải biết mà phấn đấu. Đây là điều mà những vị tỷ phú cực kỳ yêu thích vì họ sẽ được miễn giảm các loại thuế. Đảng Cộng Hòa phản đối việc phá thai cũng như không ủng hộ hôn nhân đồng giới. Đối chiếu với vũ trụ The Boys, Robert Singer và Victoria Newman đều là hai ứng cử viên đại diện của Đảng Dân Chủ. Vậy nên khỏi phải nói thì việc có một ứng cử viên cánh tả tham gia vào kế hoạch đảo chính đã khiến các vị chính trị gia cánh hữu có mặt trong căn phòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Sự hợp tác của Homelander và Victoria Newman đã đạt được kết quả tốt hơn mong đợi. Kết thúc một đêm điên rồ, M&M tỉnh dậy trong bệnh viện với lời cảnh báo của bác sĩ về chứng đau tim sẽ hành hạ anh nếu còn tiếp tục gắn bó với nhóm The Boys. Kimiko thì kiên trì đến nhà tù nơi Frenchie đang ở để hy vọng có thể trò chuyện với anh. Trong khi Hughie bị chấn thương tâm lý cực nặng sau màn tra tấn ngày hôm qua, ở bên trong tòa tháp Vought, Firecracker tiết lộ cho Homelander về sự có mặt của nhóm The Boys tại buổi tiệc tối qua. Vì thông tin của bữa tiệc bại lộ nên Homelander đã nhận ra Cameron Coleman vốn không phải kẻ tuồn tin ra ngoài. Ngay khi nhận về sự nghi ngờ từ phía Homelander, Firecracker thuyết phục rằng Homelander đã cho cô mọi thứ mình muốn và đổi lại cô sẽ làm mọi thứ vì anh. Cô ta biết rằng Homelander có sự ám ảnh về sữa mẹ nên đã trải qua một đợt trị liệu để cơ thể có sữa mà không cần mang thai.
Homelander cuối cùng đã bị thuyết phục và nằm bú sữa của Firecracker như một thằng trẻ con. Ở một diễn biến khác, Butcher sau khi chặt đứt một chân của Samir đã đưa anh tới một nơi khỉ ho có gáy, yêu cầu nội trong một tuần phải chế ra được con virus có thể giết chết Homelander. Tình trạng bệnh của Butcher hiện tại đã vô cùng tồi tệ khi anh tiếp tục nhìn thấy ảo ảnh của người vợ cũ Becca. Cô khuyên nhủ anh hãy dùng cách nói chuyện để thuyết phục Ryan về phía mình. Tuy nhiên, Joe Kessler nhắc nhở Butcher về bản chất tàn bạo vẫn đang chảy trong huyết quản của anh. Sự thật được tiết lộ ngay sau đó khi Samir quyết tâm từ chối tái tạo lại con virus vì một liều virus đủ mạnh để có thể giết chết Homelander sẽ cực kỳ khó kiểm soát. Nó có thể lây lan qua không khí và tạo ra một đại dịch toàn cầu, giết chết toàn bộ siêu nhân có hợp chất vi trong máu. Có nghĩa là bao gồm cả những người bạn của Butcher như Kimiko, Starlight và đặc biệt là Ryan. Đến bây giờ, người vợ cũ Becca lại xuất hiện để ngăn cản Butcher tạo nên một cuộc diệt chủng. Trong khi Joe Kessler thuyết phục rằng đây là điều cần thiết để tạo nên một thế giới tốt hơn, hai giọng nói cố gắng thao túng Butcher, cho tới khi Joe Kessler quay sang chửi thẳng mặt Becca. Mọi giả thuyết giờ đã hợp lý, Joe Kessler cũng giống như Becca, được tạo ra bởi suy nghĩ của Butcher. Sau khi có sẵn khối u trong não do sử dụng hợp chất vi tạm thời, việc Butcher tiêm thêm hợp chất vi đã khiến não bộ của anh trở nên khó kiểm soát hơn, tạo ra ảo giác về Joe Kessler mà Butcher đến bây giờ mới nhận ra. Joe Kessler thật sự đã chết ở thung lũng Penshire nhiều năm trước bởi vì Butcher chưa bao giờ cứu ông ta cả. Becca và Joe Kessler như thiên thần và quỷ dữ trong tâm hồn của Butcher vậy. Một bên hy vọng rằng Butcher có thể tìm lại được bản ngã để không giết hại hàng ngàn sinh mạng vô tội. Một bên thì khao khát diệt trừ tất cả siêu nhân trên trái đất. Và với kết thúc của tập 6, Becca đã biến mất. Có vẻ như Butcher sẽ làm theo kế hoạch của Joe Kessler. Và đó là toàn bộ phần tóm tắt và giải thích tập 6 mùa 4 series The Boys, một tập phim về âm mưu chính trị mệt mỏi và những khoảnh khắc bệnh hoạn. Nếu các bạn thích video này thì hãy like và xem lại một lần nữa nếu có thể nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.